Vâng, em Quỳnh ô tô cũ Yên Bái chào tất cả các bác nhá. Hôm nay lên sóng cho các bác một con Vios sản xuất 2011 nhá, loanh quanh 200 triệu. Anh em thấy rẻ đắt thì bình luận nhiệt tình dưới video hoặc liên hệ với số điện thoại 0966 862 666 em Quỳnh ô tô cũ Yên Bái nhá. Một con Vios màu đen cực rực rỡ luôn. Xe này, đèn đóm sáng bóng, anh em mình nhìn chất lượng chưa? Quá nét luôn nhá. Đèn gầm này, lốp ráp thì mới cả ra nữa nhá. Anh em đi quả lốp này tầm khoảng 3 năm nữa chưa phải thay này. Là răng sáng bóng này. Thánh địa anh em nhìn này, bóng loáng chưa? Đấy. Con này đã xin nhãn thích hợp trên gương rồi nhá. Loanh quanh nhờ 200 triệu mà có vị ớt sản xuất 2011 đi anh em mà đắn đo gì nữa. Màu đen rực rỡ, con này về anh em chạy dịch vụ hoặc đi gia đình yên tâm luôn. Bác nào ăn chắc mặc bền cứ đi dòng Toyota vị ớt cho em nhá. Cứ dòng Toyota mà chạy. Logo sáng bóng này. Màn hình có đầy đủ nữa anh em nhá. Bác nào mà thích quả màn hình cảm ứng em thay luôn cho quả màn hình cảm ứng 9 inch nhá, nét căng luôn. Cần số đẹp này, phanh tay này. Nội thất con này là được bác chủ cũ là thanh niên, bác bọc lại hết ghế ra này. Trần thì bác bọc cả trần 3D này. Đấy bác thanh niên, bác độ rất là nhiều kiểu anh em nhá. Nhìn này. Nhìn rất là trẻ trung đẹp. Cái cửa tiền mà lanh quanh 200 triệu thì anh em nghĩ gì nữa đúng không? Nếu sản xuất 2011 mà có 200 triệu thì quá là rẻ thật rồi. Nội thất thì quá là đẹp. Bác chủ cũ thanh niên này là bác cũng bọc huyết kiểu dáng thể thao thì quá là đẳng cấp luôn anh em nhá. Lốp nam này quá là yên tâm. Để mà một cái cửa tiền mà 200 triệu thay một con xe máy SH thôi anh em ạ. Đúng thay một con xe máy SH nhá. Camera lùi này. Hỗ trợ cả trời ban tối anh em nhá. Sáng chóc luôn. Đấy. Cái cửa tiền này là quá rẻ rồi. Nói thật với các bác là đi những cái dòng này thì không biết bao giờ nó mới hỏng được. Nếu bác nào đã đi dòng Toyota vay ớt rồi thì biết rồi đấy. Nó là vua nồi đồng cuối đá rồi. Và thường thường là anh em gọi nó là vợ quốc dân vì cơ bản là nó bền mà nó lành. Rất nhiều anh em đi dòng này luôn. Đấy nhá. Một con Vios 2011. Đẹp nét căng. Đèn đóm này nhìn nét chưa? Đây để em quay về phong máy cho anh em xem nhá. Riêng Toyota thì các bác đi rồi thì biết nó lành nó bền như nào rồi đấy. Để phát ăn ngay, ăn chắc mặc bền thì chơi loại này. Vừa tiết kiệm xăng mà sau này anh em đi chán bán không lỗ nhá. Mà lỗ thì không. Phần máy đây anh em nhá, máy lại chất mổ thì thầm luôn. Máy khô ráo sạch sẽ nhá. Anh em nhìn này, chất chưa, sạch sẽ chưa, khô ráo chưa. Xe này em cam kết nhá, không đâm đụng, không gặp nước. Các bác về chắc đi yên tâm luôn. Không phải suy nghĩ một cái vấn đề gì luôn. Nghĩa 211 mà anh coi 200 triệu thì các bác bảo lấy đâu ra. Đấy bác, các bác xem này, em đang để bật điều hòa nhá. Máy em quan sát đó, bác xem này. Mềm du luôn. Đấy, ô tô phải thế chứ. Anh ấy cửa tiền 200 triệu nhá. Là có anh em có Vios sản xuất 2011 nhá. Màu đen rực rỡ nhá. Bác nào kết thì liên hệ với số điện thoại 0966 862 666 em Quỳnh ô tô cũ Yên Bái nhá. Tư vấn tất cả các dòng xe cho các bác nhá.